con, xin dùng con theo ý của Ngài, làm tay chân cho người què cuột, cùng làm tai cho người bị điếc. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm đôi mắt cho người bị mù, làm tiếng kêu cho người bị oan. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con chọn con, xin gửi con đi tới mọi miền để đem cơm cho người nghèo hèn và tặng nước cho người còn khát. Xin gửi con vào khắp muôn nhà, tặng thuốc thang cho người bệnh tật, tặng chiếu chăn cho người lạnh con.
Con xin trân trọng kính mời cha quản hạt, quý cha cùng với cộng đoàn an tọa. Kính thưa cha quản hạt, kính thưa quý cha đồng thế, kính thưa quý sư bề trên, kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Ngày 1 tháng 10 năm 2021 vừa qua, tại dòng Chúa Giêsu Hài Đồng, sư Anna Đào Thị Hồng, người con của giáo xứ Hoàng Nguyên chúng ta, đã tuyên khấn trọn đời. Sự kiện mà sơ tuyên khấn trọn đời là một cái mốc trong cuộc đời của sơ, và cũng là kết quả của rất nhiều năm tu luyện, rất nhiều năm cố gắng và phấn đấu. Khi mà khấn trọn đời trong dòng, tức là sơ sẽ gắn bó suốt đời mình với tôn chỉ, với linh đạo và với chính cộng đoàn của mình. Và đây chính là niềm vui rất lớn của sư Anna Đào Thị Hồng. Hôm nay sơ về với cộng đoàn, với quê hương, với gia đình để dâng lời tạ ơn Chúa. Chúng ta cùng chúc mừng sơ bằng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Sơ Anna Hồng lớn bao nhiêu thì ông bà cố già đi bấy nhiêu. Sự thành công trong đời sống tận hiến của sơ Anna cũng là sự mong mỏi, là sự hy sinh và lời cầu nguyện liên lỉ của ông bà cố cũng như gia đình. Chúng ta cùng chúc mừng ông bà cố và gia đình bằng một tràng pháo tay nữa. Hôm nay hiện diện trong ngôi nhà thờ của chúng ta có sơ bề trên của dòng Chúa Giêsu Hài Đồng cùng với các sơ từ Sài Gòn ra ngoài này để cùng chung chia niềm vui với người chị em của mình. Chúng ta cùng chúc mừng sơ bề trên và quý sơ bằng một tràng pháo tay. Hiện diện trong ngôi nhà thờ của chúng ta có cha quản hạt, một người rất là thân thương. Rồi bên cạnh cha quản hạt có cha quê hương, có cha Phêrô giáo xứ Bái Đô, có cha phó và một người có lẽ là cũng quen quen với chúng ta nhưng mà lâu lâu không về, có lẽ nhiều người không có biết. Xin cha bỏ khẩu trang ra để mọi người thấy một cái. Cha Phêrô, cha Trần Truyền Giáo. Vừa rồi ngài là một trong số các cha xung phong vào miền hòa bình và bây giờ ngài đang là cha xứ của giáo xứ Đồng Danh. Chúng ta chúc mừng cha giáo bằng một tràng pháo tay rất đặc biệt. Trong niềm hân hoan của ngày lễ tạ ơn khấn dòng của sơ Anna, con xin giới thiệu ông Chánh đại diện cho cộng đoàn giáo xứ sẽ có đôi lời chúc mừng tới sơ Anna cùng với ông bà cố. Xin mời ông Chánh. Trọng kính cha quản hạt, kính thưa quý cha, quý sơ cùng toàn thể cộng đoàn. Cách đây 127 ngày, có một người đã lựa chọn dứt khoát và xác tín cho hành trình cuộc đời. Một con người đã chấp nhận từ bỏ mọi sự để bước theo đức lang quân của đời mình. Chính là Chúa Giêsu Hài Đồng. Ngày 1 tháng 10 năm 2021 đã trở thành một dấu mốc vô cùng quan trọng trong cuộc đời người đấy. Đó là ngày một thọ tạo đã nhận ra tình yêu đích thực, nhận ra mình thật quý giá trước mắt người mình yêu và hằng kiếm tìm. Điều mà chỉ khi yêu một cách mãnh liệt, người ta mới nhận ra được. Thật hoan hỷ và vui mừng khi thọ tạo đấy đang hiện diện cùng với chúng ta trong ngôi thánh đường này. Đó chính là sơ Anna Đào Thị Hồng. Kính thưa sơ, trước mắt ta, ngươi thật quý giá là câu lời Chúa mà sơ đã lựa chọn cho cuộc đời dâng hiến của mình. Thế nhưng
ngày hôm nay chúng con muốn nói với sơ rằng không chỉ với Chúa sơ là người quý giá, nhưng cả với chúng con nữa, sơ thật quý giá. Giữa hơn 2.000 con người, sơ chỉ là một trong số rất ít người của giáo xứ dám bước theo Chúa trên con đường tận hiến. Sơ đã quyết tâm bước theo Chúa Giêsu hài đồng một cách dứt khoát giữa bao thách thức của xã hội hôm nay. Thật tuyệt vời, vì ngày hôm nay sơ đã trở về với quê hương để biểu tỏ tâm tình tạ ơn. Đại diện cho giáo xứ, con kính chúc sơ luôn sống trọn ơn gọi mà sơ đã nỗ lực tiến tới và dứt khoát chọn lựa. Nếu Chúa Giêsu hài đồng là một, Thánh Tê-rê-sa hài đồng là hai, thì xin chị Thánh chuyển cầu cùng Chúa hài đồng cho chị trở lên người tiếp tục chuỗi dài sự thánh thiện của hài đồng Giêsu trong thế giới hôm nay. Kính thưa ông bà cố, Kinh Thánh dạy, con cái là hồng ân của Chúa. Thường thì người ta sẽ muốn giữ mãi ân huệ cho riêng mình. Nhưng ông bà cố thì không. Ông bà cố đã chấp nhận hiến dâng món quà ấy lại cho Thiên Chúa để phục vụ trong cánh đồng truyền giáo của người. Đó quá là quả là một sự quảng đại mà không phải ai cũng có thể làm được. Và sự quảng đại ấy của ông bà cố nay đã thu được hoa trái. Cộng đoàn giáo xứ xin chúc mừng ông bà cố. Kính thưa sơ Anna, có viết hết cả một rổ bút và một xe hơi giấy cũng chẳng thể nào diễn tả đủ trọn vẹn tâm tình chúc mừng của chúng con. Chúng con xin gói ghém những tâm tình ấy qua lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa hài đồng. Trong giờ phút hân hoan này, chúng con xin gửi gắm những tình cảm yêu thương của dân làng Hoàng Nguyên qua bó hoa tươi thắm, kính mong sơ vui lòng đón nhận. Xin cộng đoàn nổ tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng sơ quê hương. Bảo cộng đoàn chúng ta đứng, ca đoàn hát ca nhập lễ. Bình Hương. Ui, cầm cao lên con.
Thánh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Vâng, trước mắt ta, con là người quý giá. Điều đó Thiên Chúa đã khẳng định với sơ Anna Đào Thị Hồng. Thế nhưng Thiên Chúa khẳng định điều đó vì trước mắt ta ngươi là người quý giá. Thế nhưng Chúa Giêsu lại trả lời lại nói tiếp: Con hãy trở về với than thân quyến của con, quê hương của con, để kể lại những gì mà Thiên Chúa đã thương và đã làm cho con. Hôm nay việc làm ấy của sơ Anna Đào Thị Hồng, trở về quê hương, trở về gia đình, trở về với cộng đoàn giáo xứ Hoàng Nguyên thân thương này để xin thánh lễ tạ ơn, hay đúng như lời Chúa Giêsu nói là con hãy kể lại cho mọi người biết những gì mà Thiên Chúa đã thương và đã làm cho con. Thánh lễ là một lời tạ ơn, kể lại cho người ta biết những gì mà Chúa đã làm cho mình cũng là một lời tạ ơn thật là đẹp. Hôm nay cộng đoàn giáo xứ Hoàng Nguyên của chúng ta, đất mẹ Hoàng Nguyên này đón nhận một người con, đó là sơ Anna Đào Thị Hồng, sau thời gian tu luyện và đã vĩnh khấn thuộc dòng Chúa Hài Đồng. Có rất nhiều người khi được báo tin về để mừng lễ tạ ơn cho sơ Hồng thì trả lời với tôi rằng con không biết người đó, con chả gặp bao giờ. Đúng rồi, nếu mà gặp được hết mọi người thì ai có thể gặp được hết mọi người đâu. Đấy, thế nhưng mà không sao, dù chúng ta không biết hay là nhiều người không biết tới, nhưng Chúa biết. Đấy, trước mắt ta ngươi là người quý giá, tức là Chúa biết là đủ rồi, Chúa yêu là được rồi, chọn Chúa là đủ rồi. Vậy hôm nay chúng ta hợp ý cùng với sơ Hồng, cùng với gia đình ông bà cố và anh em họ hàng, đặc biệt là dân làng Hoàng Nguyên của chúng ta tham dự thánh lễ này để cùng với sơ Hồng để tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì những gì Chúa đã thương và Chúa đã làm cho chị. Đó là một điều rất đẹp và cũng là cần thiết, bởi vì trước khi những ai mà đón nhận những ơn phúc mà Chúa ban, Chúa bảo với những người phong cùi, Chúa bảo với những người được chữa lành về để kể lại cho người ta biết những gì Chúa đã thương đã làm. Hôm nay lời tạ ơn và lời kể lại ấy được trọn vẹn trong thánh lễ tạ ơn này, để chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì Chúa đã mời, đã gọi, đã chọn để sơ Hồng trở thành bạn trăm năm của Chúa. Đấy, người ta vui mừng khi con gái đi lấy chồng, người ta mời họ hàng đến để chung vui tiệc mừng, nhưng hôm nay còn hơn cả nữa cơ. Bởi vì những người đi tu, xin nói với cộng đoàn chúng ta ở đây, là những người đã làm chứng cho một tình yêu của Thiên Chúa là một tình yêu có thật và một tình yêu rất sống động. Bởi vì có lẽ là một tình yêu có thật cho nên rằng đã làm cho biết bao nhiêu người dứt bỏ cả tình nghĩa cha mẹ anh em ruột thịt để đi theo Chúa, để sống cuộc đời của mình cho Chúa. Đó là một tình yêu của Thiên Chúa mà là một tình yêu có thật. Cho đi tu là chứng minh rằng Thiên Chúa là tình yêu và là một tình yêu có thật. Một tình yêu biết có sức thu hút và đã lôi cuốn biết bao nhiêu người. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa tình yêu vì Chúa đã mời gọi chúng ta tất cả để sống trong gia đình của Chúa, trong cộng đoàn yêu thương mà Chúa muốn chúng ta sống trong cái tình yêu đó. Và hôm nay chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta mỗi người để sống trọn tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng ta, biết đáp trả tình yêu ấy một cách đầy đủ, trọn vẹn, và để lời tạ ơn và lời cầu xin được xứng đáng để Chúa chấp nhận. Chúng ta hãy xin Chúa tha thứ tất cả những thiếu sót lầm lỗi của chúng ta để chúng ta xứng đáng tham dự thánh lễ này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa,
Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha chúng con và là Đấng ban phát mọi ơn lành, này chúng con nhìn nhận hết những gì chúng con đang có và ngay chính bản thân chúng con, tất cả đều bởi Chúa. Xin dạy chúng con ngày càng thấy rõ Chúa yêu thương chúng con dường nào, và xin làm cho chúng con tận lực tận tình yêu mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài chính sách khấn ca: Hãy chúc tụng Thiên Chúa muôn loài, Đấng đã làm những điều vĩ đại ở khắp nơi. Đấng đã làm cho đời sống chúng ta lên cao quý. Ngay từ thuở ta còn trong lòng mẹ và đối xử với chúng ta theo lòng lân tuất của người. Xin Thiên Chúa ban cho tâm hồn chúng ta niềm hoan hỷ và cho đời chúng ta được hưởng phúc bình an. Tại đất Israel đến muôn thuở muôn đời, xin Thiên Chúa hằng tỏ lòng lân tuất với chúng ta và giải cứu chúng ta trong những ngày chúng ta đang sống. Đó là lời Chúa.
lạy Chúa, con xin chúng tụng danh Chúa từ giờ đây cho đến mãi muôn đời. Lạy Chúa, con xin chúng tụng danh Chúa từ giờ đây cho đến mãi muôn đời. Chúng con chúng tụng danh Chúa từ bây giờ và ngàn muôn kiếp, sẽ ngợi ca Chúa hết mọi ngày, thờ lạy Chúa tân tụng tôn vinh. Lạy Chúa, con xin chúng tôn danh Chúa từ giờ đây cho đến mãi muôn đời. Chúa nhân ái và từ bi, chẳng bất bình và giàu ơn phúc, cho từ tâm với hết mọi loài và từ ái với mọi sinh linh. Lạy Chúa, con xin chúng tụng danh Chúa từ giờ đây cho đến mãi muôn đời. Hân cầu chúng tụng tôn vinh mọi công trình từ bàn tay Chúa. Hết mọi dân hãy chung tụng Ngài và nhận biết nước Ngài vinh quang. Lạy Chúa, con xin chung tụng danh Chúa từ giờ đây cho đến mãi muôn đời. Chúa luôn thánh thiện công minh trong hết mọi từng nẻo ôi Chúa, Chúa cần ai kêu khấn danh Ngài và thành tín chẳng hề phôi phai. Lạy Chúa, con xin chúng tụng danh Chúa từ giờ đây cho đến mãi muôn đời. Lạy Chúa, con xin chúng bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Kitô Giêsu. Anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người. Thật thế, lời chứng về Đức Kitô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, khiến anh em không thiếu một ân huệ nào trong lúc mong đợi ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta mặc khải vinh quang của Người. Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng. Nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em trong ngày của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa là đấng trung thành, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với con của Người là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Kitô Giêsu. Anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người. Thật thế, lời chứng về Đức Kitô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em. Đó là lời Chúa. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng." Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang được một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, lời Chúa. Không, không, Chúa ơi, như lời con đã ước thề, rằng cho đến ngàn đời, hồn xác này dâng Chúa, tình yêu này con chỉ dành cho Ngài mà thôi. Con quyết đi tìm thánh y, chỉ vì tình Chúa quá yêu thương con vô bờ. Lời bà đã hay quá mà chẳng thấy chàng pháo tay nào. Cảm ơn quý ông bà anh chị em. Lời bài hát rất hay. Vâng, một đoạn bài hát chúng ta vừa nghe phần nào cũng đã nói lên ý nghĩa của buổi cử hành phụng vụ hôm nay. Không, Chúa ơi, như lời con đã ước thề, rằng cho đến ngàn đời hồn xác này dâng Chúa, tình yêu này con chỉ dành cho Ngài mà thôi. Con quyết đi tìm thánh ý, chỉ vì tình Chúa quá thương con vô bờ. Kính thưa cộng đoàn, cách đây 4 tháng 25 ngày, ngày 1 tháng 10 năm 2021, nữ tu Anna Đào Thị Hồng đã cầm đèn cháy sáng trong tay, vui vẻ bước lên cung thánh, cương quyết nói lời thuộc trọn về Chúa Giêsu trước mặt
giáo quyền giáo phận và bề trên thẩm quyền của hội dòng mình bằng cách công khai khấn sống trọn đời trinh khiết. Hôm nay, nữ tu Anna Đào Thị Hồng dâng lễ tạ ơn tại giáo xứ Hoàng Nguyên, quê hương của mình, nơi cách đây 37 năm, năm 1985, sơ được sinh ra và được làm con Chúa. Năm 18 tuổi và tháng 9 năm 2003, cha cố Giuse Maria Bùi VIII đã gửi sơ Hồng và dòng Thánh Phaolô địa điểm 37 Hai Bà Trưng, Hà Nội để học thêm ngoại ngữ. Ngày 27 tháng 2 năm 2004, sơ vào tìm hiểu Đan viện Biển Đức ở Sài Gòn. Ngày 16 tháng 3 năm 2008, sơ chính thức được giới thiệu vào dòng Chúa Giêsu Hài Đồng. Dòng Chúa Giêsu Hài Đồng là dòng nào mà hình như ở ngoài miền Bắc nghe là lạ? Thưa, dòng Chúa Giêsu Hài Đồng được thành lập năm 1667, như vậy là được thành lập cách đây gần 400 năm tại Pháp. Vào cuối năm 1973, hai sơ đầu tiên được phép trở về Việt Nam và được Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình cho thành lập cộng đoàn đầu tiên tại nhà số 2/2 Nguyễn Huy Lượng, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Bổn mạng của hội dòng là vào dịp lễ Chúa Giáng sinh 25 tháng 12. Châm môn của hội dòng là vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Đặc sủng của hội dòng khơi dậy và đào sâu đức tin nơi những người đương thời để sống mầu nhiệm nhập thể. Chị em dòng Chúa Giêsu Hài Đồng sẽ thể hiện sứ mạng của mình qua các hoạt động sau: giáo dục nhân bản để thăng tiến con người và xã hội, giáo dục đức tin qua việc dạy giáo lý, tham dự phụng vụ bí tích, chăm sóc bệnh nhân, người già neo đơn, trẻ chậm phát triển, truyền giáo tại các vùng xa xôi, ưu tiên quan tâm đến phụ nữ và trẻ em. Và riêng tại Việt Nam, theo lời kêu gọi của Đức Tổng Giám mục Giáo phận, dòng sẵn sàng hợp tác với giáo phận theo khả năng của mình. Kính thưa cộng đoàn, cách đây 9 năm, vào ngày 6 tháng 10 năm 2013, sơ Hồng đã khấn tạm, và cách đây 4 tháng 25 ngày, ngày 1 tháng 10 năm 2021, sơ Hồng đã khấn trọn đời. Như vậy là từ nay Chúa ơi, Chúa đã thuộc về con, Chúa đã thuộc về con. Kính thưa các bà anh chị em, và như vậy là giáo xứ Hoàng Nguyên chúng ta hôm nay, một ngày vui, một ngày hỷ, ông cố Giuse Đào Văn Đức và bà cố Teresa Đào Thị Khương chắc chắn hôm nay vui lắm cùng với gia quyến. Và kính thưa cộng đoàn, như vậy là giáo xứ Hoàng Nguyên có thêm một sơ nữa, là ba sơ: sơ Hồng, sơ Thủy, sơ Mai. Giáo xứ đã có ba cha: cha Viên, cha Tuân, cha Trung. Và như vậy cho đến hôm nay, giáo xứ Hoàng Nguyên đã có cha 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 và sơ sơ sơ. Chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay để chúc mừng giáo xứ. Chúng ta cùng cầu nguyện cho giáo xứ Hoàng Nguyên để không đóng khung ở cha 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 và sơ sơ sơ, nhưng mà còn nhiều hơn nữa. Vì giáo xứ Hoàng Nguyên trước đây có tiểu chủng viện, nơi ươm trồng các ơn gọi, và chính ơn gọi của con cũng được nuôi dưỡng từ đây, con được lớn lên từ đây. Năm 1989, sau khi học hết lớp 3 vào dịp hè, con đã được lên đây ở. Từ năm 1989, dịp hè nào con cũng được lên đây ở cùng với cha cố Giuse Maria Bùi VIII. Lên ở hè đầu tiên được gặp thầy Duẫn, bây giờ là cha Giuse Vũ Ngọc Duẫn, quản hạt của miền chúng ta đây. Kính thưa quý ông bà anh chị em, con đã được ở đây cả hơn chục năm hè và đã đi lại đây cả hơn 20 năm.
Và trong thâm tâm con vẫn luôn nghĩ rằng giáo xứ Hoàng Nguyên là quê hương thứ hai của con, bởi vì đã hình thành nhân cách, đã nuôi dưỡng ơn gọi của con. Không chỉ con, nhưng mà tại giáo xứ Hoàng Nguyên này cũng đã nuôi dưỡng rất nhiều ơn gọi. Chính cha quản hạt, cha Giuse Vũ Ngọc Duẫn cũng đã được lớn lên từ nhỏ ở tại giáo xứ Hoàng Nguyên đây. Rồi cha Viên, cha Tuân, cha Độ, cha Kiều, cha Liên, cha Dũng, cha Hưng, nhiều cha lắm. Kính thưa quý bà, anh chị em, con nhắc lại là giáo xứ Hoàng Nguyên trước đây có tiểu chủng viện, nơi ươm trồng các ơn gọi. Nhìn lại trong những năm tháng qua, giáo xứ Hoàng Nguyên đã thay đổi quá nhiều. Nhà thờ mới khang trang đẹp đẽ, giáo xứ, nhà mục vụ, khuôn viên, cùng những sự phát triển đức tin, các hội đoàn được củng cố, phát triển lớn mạnh, ca đoàn rất hoành tráng. Kính thưa quý bà, anh chị em, giáo xứ Hoàng Nguyên đã thay đổi nhiều, đã mạnh mẽ như thế mà lại có thêm cha xứ giỏi giang, nhiệt tình, năng động, mà cha xứ lại tên là Mạnh, thì trong tương lai chắc giáo xứ Hoàng Nguyên sẽ mạnh lắm. Tương lai gần, đại chủng viện sẽ về hiện diện ở nơi đây, thật tuyệt vời. Và chỉ 1-2 năm nữa, chúng ta sẽ thấy các thầy đông ơi là đông hiện diện ở giáo xứ Hoàng Nguyên chúng ta, nhất là trong những ngày các thầy được nghỉ dạo chơi, Hoàng Nguyên chúng ta tha hồ tiếp đón các thầy. Nhìn lại giáo xứ Hoàng Nguyên trong những năm tháng qua, chúng ta có thể cùng hát với giáo xứ Hoàng Nguyên như thế này. Hoàng Nguyên ta hôm nay sao đẹp quá, ánh sáng tin mừng trong tim tôi ngời sáng. Ôi Hoàng Nguyên ta hôm nay sao đẹp quá, tình Chúa tình người tỏa khắp nơi nơi. Kính thưa quý bà, anh chị em, trở về với tâm tình của ngày lễ, một vị thánh đã nói về nữ tu như sau: hỡi cô trinh nữ, vẻ vang thay cho cô, vì giờ đây cô có bạn trăm năm là Chúa Giêsu cao trọng. Nỗi vui sướng của người tu sĩ nói chung và của người nữ tu nói riêng là được hiến toàn thân để yêu Chúa Giêsu, được gọi là hiền thê của Chúa Giêsu, là bạn trăm năm của Ngài. Chúa Giêsu là đấng mà trên trời dưới đất không ai sánh kịp. Nữ tu dâng trọn sắc hồn cho Chúa Giêsu, như lời nhận xét của Thánh Phaolô khi nói với giáo đoàn Cô-rinh-tô: người trinh nữ chuyên lo việc Chúa để chọn thuộc về Chúa cả hồn lẫn xác. Như vậy là từ nay Sơ Anna Đào Thị Hồng có Chúa là bạn trăm năm, được ở cùng Chúa, được đi cùng Chúa. Có người nói rằng bạn là ai không quan trọng, nhưng quan trọng là bạn đang ở với ai, bạn đang đi với ai. Một câu chuyện kể rằng có một ông chủ giàu có thấy nhân viên lái xe của mình đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm, vì muốn người tài xế này có một cuộc sống ổn định sau khi về hưu, nên ông chủ đã rút trong túi ra một tấm séc trị giá 1 tỷ đồng. Ông chủ rất ngạc nhiên khi người tài xế lắc đầu từ chối: thưa ông chủ, không cần đâu, vì hiện nay tôi đã có 50 tỷ đồng. Ông chủ liền hỏi người tài xế: anh làm công cho tôi 1 tháng được 6 triệu, nuôi vợ, nuôi con ăn học, đã hết rồi, làm sao anh có nhiều tiền như vậy? Người tài xế trả lời: thưa ông chủ, tôi lái xe cho ông chủ 7 năm. Ông chủ ngồi phía sau gọi điện mua mảnh đất này, mảnh đất chỗ kia, tôi cũng mua một ít. Mua cổ phiếu này, cổ phiếu nọ, tôi cũng mua một ít. Và ước tính hiện nay tôi cũng có 50 tỷ đồng.
Bạn là ai không quan trọng, nhưng quan trọng là bạn đang ở với ai, bạn đang đi với ai. Một cọng rơm chẳng đáng là gì, nhưng nếu nó buộc vào với mớ rau, nó có giá rẻ như mớ rau. Nhưng nếu nó buộc vào cua biển, nó sẽ có giá đắt đỏ ngang với cua biển. Đi với người triệu phú có thể kiếm tiền triệu, đi với người tỷ phú có thể kiếm tiền tỷ. Bạn là ai không quan trọng, nhưng quan trọng là bạn đang ở với ai, bạn đang đi với ai. Kính thưa các bà anh chị em, Sơ Na Đào Thị Hồng đã chọn ở với ông chủ mang tên Giê-xu, chọn đi với ông chủ mang tên Giê-xu. Sơ đã thuộc chọn về Chúa. Và kính thưa cộng đoàn, cả chúng ta nữa, hôm nay chúng ta hiện diện ở nơi đây là chúng ta đang tin vào Chúa, là chúng ta đang đi với Chúa, là chúng ta đang ở với Chúa. Đã nhiều ngày tháng qua, qua Kinh Thánh, qua giáo lý, Chúa Giê-xu gọi điện mua mảnh đất này, mảnh đất kia, mảnh đất nước trời. Chúng ta cũng đã mua một ít, mua cổ phiếu này, cổ phiếu nọ, cổ phiếu nước trời, chúng ta cũng đã mua một ít. Hôm nay quý ông bà anh chị em hiện diện trong thánh lễ này là chúng ta cũng đã mua một ít đất nước trời. Và có lẽ ước tính tất cả quý ông bà anh chị em chúng ta hiện diện trong thánh lễ hôm nay, quý ông bà anh chị em giáo xứ Hoàng Nguyên, mỗi người chúng ta cũng có hơn chục tỷ đồng trên ngân hàng nước trời. Xin được chúc mừng giáo xứ Hoàng Nguyên chúng ta một tràng pháo tay. Kính thưa quý ông bà anh chị em, giây phút này chúng ta lắng đọng lại để cùng với Sơ Anna Đào Thị Hồng dừng lại trong thánh lễ tạ ơn hôm nay, để Sơ tạ ơn Chúa, để cảm tạ Chúa vì biết bao nhiêu ơn lành Chúa tuôn đổ xuống trên Sơ, trên gia đình và hội dòng, để cảm tạ mẹ Maria đã đồng hành trong cuộc đời với Sơ. Những vất vả, những buồn vui trong cuộc sống đều được mẹ Maria san sẻ. Để Sơ cảm ơn cha mẹ, cảm ơn những thân nhân, những ân nhân đã tiếp sức cho Sơ bằng những động viên, nâng đỡ vật chất cũng như tinh thần. Tất cả là hồng ân, tất cả là báu vật. Trong ngày lễ khấn trọn đời và thánh lễ tạ ơn hôm nay, Sơ vẫn đang thì thầm: Chúa ơi, từ nay Chúa đã thuộc về con và toàn thân con thuộc về Chúa. Trong thánh lễ này, chúng ta cũng cùng cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta, và cách riêng là cho Sơ Anna Đào Thị Hồng, để trong cuộc đời dâng hiến, Sơ chấm mỗi chấm cho đúng, cho ngay. Sơ có một đường thẳng đời dâng hiến. Sơ bước mỗi bước cho đúng để đời dâng hiến của Sơ sẽ đẹp. Sơ sống mỗi phút cho tốt để đời dâng hiến của Sơ nên thánh. Amen. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cùng hiệp lời cầu xin cho những người dâng mình cho Chúa biết luôn luôn sống đẹp ý người. Chúa là gia nghiệp đời con, chúng con xin dâng lên Chúa Đức Thánh Cha Phanxicô và hàng giáo phẩm. Xin cho các ngài luôn xứng đáng với gia nghiệp lớn lao là chính Chúa, và hết lòng hy sinh dấn thân vì gia nghiệp ấy. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu của Chúa. Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui. Chúng con xin dâng lên Chúa các linh mục, tu sĩ của Tổng giáo phận Hà Nội và đặc biệt của giáo xứ Hoàng Nguyên. Xin cho cuộc sống của linh mục, tu sĩ chúng con luôn đem lại niềm hân hoan.
vui tươi cho đời sống giáo hội. Chúng ta hãy cầu nguyện. Hỡi Chúa, lạy Chúa, xin cho niềm vui của con là luôn làm đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu nguyện cho các sơ dòng Chúa Giêsu hài đồng. Xin cho linh đạo nhập thể và đặc sủng của mẹ sáng lập Anh Marie Martin ngày càng lan tỏa trên đất nước, giáo phận và giáo xứ chúng con. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, mẹ Maria hằng ghi nhớ mọi sự và suy nghĩ đi lại trong lòng. Tạ ơn Chúa vì gương sống đức tin âm thầm kiên vững của cha mẹ chúng con. Xin Chúa thương giúp sức để các gia đình công giáo luôn là vườn ươm bao hạt giống đức tin tốt lành, để giáo hội ngày càng lớn mạnh. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng con chẳng làm được gì nếu không có Chúa nâng đỡ, hộ phù. Xin hoàn tất nơi chúng con điều Chúa đã khởi sự. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể. Lạy Chúa, chúng con dâng tiến lễ vật này để ngợi khen Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã thương ban. Mặc dầu chúng con chẳng làm gì nên công trạng, xin giúp chúng con biết sử dụng ơn Chúa thế nào để làm rạng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Thank you.
với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng huyết thuộc chúng con đang đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho em tẩy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trong năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người với người và trong người và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa. Thánh chân con đấng trong sự hằng thiên của Chúa thánh thần đến muôn đời.
Để đem cơm cho
chính là bí tích kiếm đồ của con một Chúa. Ước chi bí tích này giúp chúng con vui vẻ hăng say phụng sự Chúa và nhờ đó được hưởng những hồng ân khác. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin kính mời cộng đoàn an tọa. Từ đây nữ sơ Anna Đào Thị Hồng sẽ có đôi lời tri ân tới quý cha, quý cộng đoàn. Chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay để chào đón. Kính thưa cha chủ tế, kính thưa quý cha, kính thưa cha Phaolô chính sứ giáo xứ Hoàng Nguyên, kính thưa tất cả các quý sứ, các tu sĩ nam nữ, kính thưa bà con dân làng Hoàng Nguyên rất thân yêu của con. Trước hết, con xin chân thành cảm ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ đã thương hiện diện dâng thánh lễ cùng với hội dòng Chúa Giêsu hài lòng gia đình chúng con. Tạ ơn Thiên Chúa vì người đã thương chọn gọi con dâng trọn đời cho người để phục vụ giáo hội. Cảm ơn cha xứ đã hết lòng lo lắng chu đáo mọi sự cho việc tổ chức thánh lễ ngày hôm nay. Kính thưa bố mẹ, khi con đi tu, chính bố đã đích thân đưa con vào Nam. Dù rằng bố đã dự liệu sắp sắp cho con một công việc, một tương lai, kể từ ngày ấy, bố mẹ và cả gia đình đã hết lòng hy sinh cầu nguyện cho đời tu của con, nhất là những lúc con gặp khó khăn, tưởng chừng muốn bỏ cuộc. Lòng nhiệt thành của bố mẹ với công việc giáo hội, niềm tin âm thầm khiêm nhường của mẹ, tỉnh thức lạc quan đơn sơ và cả gia đình đã trở lên động lực quý báu để con sống trung thành với ơn gọi và gắn bó với chị em cộng đoàn. Con không biết nói thế nào để cảm ơn bố mẹ và cả gia đình, chỉ biết cầu xin Chúa ban cho gia đình mình luôn sống xứng đáng với tình thương chan chứa của Chúa và Đức Mẹ. Kính thưa hội đồng giáo xứ, kính thưa các cấp chính quyền cùng các đoàn thể của giáo xứ Hoàng Nguyên, con không biết nói lời nào để cảm ơn tâm tình và tri ân mà giáo xứ và các cộng đoàn đã dành cho con. Con đã được sinh ra và lớn lên ở quê hương, hình ảnh của mọi ông bà, mọi chị em trong dân làng con luôn ghi nhớ. Và trong mỗi ngày, trong đời sống cầu nguyện hàng ngày của con, lúc nào con cũng hướng về gia đình giáo xứ. Cứ mỗi khi mẹ con báo tin cho con là ông bà này qua đời hoặc người kia qua đời, là hình ảnh quê hương giáo xứ lại hiện như hiện ra trước mắt con. Con không biết nói gì cảm ơn giáo xứ và tất cả quý cộng đoàn đã đến đây và hiệp dâng thánh lễ với con trong ngày hôm nay. Một lần nữa, con xin chân thành cảm ơn tất cả quý cộng đoàn cũng như ca đoàn và các cấp chính quyền đã cho con được trong ngày hôm nay được tổ chức lễ trong một sự rất long trọng và sốt sáng. Con xin cảm ơn cha chủ tế, cha xứ cùng quý cha đồng tế.
Dạ kính thưa cha, cho con xin nói vài lời. Dạ kính thưa cha Giuse quả hạt phú suy, kính thưa cha Phaolô chánh xứ Hoài Nguyên, kính thưa quý cha đồng tế, kính thưa quý nam nữ tu sĩ, kính thưa ông bà cố cùng thân bằng quý thuộc của sơ Anna Đào Thị Hồng. Con xin đại diện cho chị em dòng Chúa Giêsu Hài Đồng xin có đôi lời cảm tạ. Người chị em chúng con sơ Anna Đào Thị Hồng hơn 2 năm qua đã là điều dưỡng trong bệnh viện nhân dân gia đình, và vì thế cho nên là sẽ không có giờ để trở về với cộng đoàn rất là ít, nhưng mà thời gian dành cho bệnh nhân ít thì nhiều. Và hiện diện ở đây chúng con cũng có bác sĩ Vi Vi là đồng nghiệp của sơ Anna Đào Hồng ở trong bệnh viện cũng có ở đây, như là hiện thăm với giáo sư. Chúng con xin cảm ơn gia đình và giáo sư đã dạy con xin dựng giáo dục sơ Anna Hồng và dâng hiến sơ cho Chúa, cho hội dòng Chúa Giêsu Hài Lòng. Đồng thời cũng âm thầm thi sinh cầu nguyện để nâng đỡ đời sống tu trì của sơ. Chúng con chân thành cảm ơn cha quản giáo đã vì yêu thương đến chủ tế thánh lễ tại hôm nay. Sự hiện diện của cha là minh chứng tình thương của mình tự với đời chi của mình. Chúng con cảm ơn cha con lâu chánh xứ Hoài Nguyên đã tận tình giúp đỡ chúng con và gia đình sơ Anna tổ chức chiêu đón thánh lễ tạ ơn hôm nay. Chúng con cũng xin cảm ơn các cha đồng tế, các tu sĩ nam nữ đã hết lòng quan tâm cùng giúp giáo xứ tổ chức và hiện dân thánh lễ tạ ơn cùng với chúng con và gia đình. Xin hết lòng cảm ơn sự cộng tác nhiệt thành của quý chức trong hội đồng giáo xứ, các ông bà chị em giáo dân Hoàng Nguyên và đặc biệt của người thầy đã giúp cho thánh lễ tạ ơn hôm nay thêm sức sáng quan trọng. Và chúng con cũng hy vọng rằng là giáo xứ Hoàng Nguyên không chỉ thắp cha và sơ nữa mà sẽ có nhiều hơn gọi đóng hiến cho giáo hội. Một lần nữa thì chúng con xin lòng cảm ơn quý cha, quý ông bà cố, quý tu sĩ nam tỉnh và bạn bè giáo dân, giáo sư Hoàng Nguyên, nguyện xin Thiên Chúa trẻ phong hội học cho những người đã yêu thương giúp đỡ chúng con. Bây giờ chúng con xin đó bắt đầu để cho bên cha quản nhà và cha sẵn sử của chúng con. Tôi nghĩ ngay là hôm nay là những tu văn Na Đạo Thị Hồng
đứng bên cạnh sơ đa ta đạo thì học chỉ có đẹp thì có xinh, khi mà đứng với tất cả các bông hoa thì mình làm chủ thêm một bông hoa hồng. Ngày hôm nay thì em đề nghị tạ ơn chúng ta hãy cùng nhau tạ ơn Chúa cùng với sơ hồng gia đình của bà cố. Tôi biết gia đình của bà cố từ rất là lâu vì trước giờ mẹ cho nên sư cũng đã nói chuyện với cố rồi. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.